những thứ có thể rất đơn giản ở nơi công sở nhưng mà chúng ta lại không biết nói như thế nào. Mặc dù học tiếng Anh đã lâu, từ vựng ở trong bụng thì cũng nhiều nhưng lại học theo kiểu từ vựng đơn lẻ. Ráp lại nói thì không ai hiểu gì cả. Đó là vấn đề của rất nhiều người học tiếng Anh gặp phải tại Việt Nam. Và đó là nguyên nhân tại sao chuỗi video này mình hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể khắc phục được vấn đề nghe nói của các bạn bằng các mẫu câu. Và các bạn hãy nhớ một tư duy như sau, đó là khi học câu, hãy học một câu trọn vẹn bằng cách phát âm nó, phát âm thật chính xác. Để phát âm chính xác thì các bạn có thể lên từ điển hoặc các bạn có thể tua đi tua lại video của mình và phát âm theo mình. Lặp đi lặp lại thật là nhiều lần, kết hợp về mặt âm thanh để nó đi vào trong tiềm thức thì các bạn có thể sử dụng được nhé. Còn nếu không, các bạn sẽ xem rất nhiều video nhưng nó chỉ dừng lại ở việc đó là các bạn chỉ biết thôi nhưng không thể dùng được. Và khi chỉ biết mà không dùng được thì chúng ta lại lặp lại một cái lỗi lầm giống như chúng ta đã từng học tiếng Anh rất lâu, từ lớp 6 tới lớp 12 tới đại học. Chúng ta biết rất nhiều ngữ pháp nhưng chúng ta không sử dụng được nó khi nói, đúng không nào? Nên các bạn hãy nhớ, học đúng phương pháp là quan trọng nhất nhé. Và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube và podcast của You Speak English. Mình là Hiếu Ngô. Hôm nay chúng ta sẽ đến với 29 mẫu câu giao tiếp cơ bản trong công việc mà nếu mấy bạn muốn giao tiếp một cách thành thạo, sử dụng nó một cách rất là basic thôi, rất là đơn giản trong công việc. Có những thứ rất là đơn giản nhưng không phải ai cũng biết nói đâu. Thì các bạn hãy xem video này của mình nhé. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Và nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình thì hãy subscribe kênh cũng như like video này để nhiều người thấy video này hơn nhé. Bởi vì thuật toán của YouTube sẽ giúp cho video này được lên trên và nhiều người sẽ thấy video này và cùng học với các bạn để mang lại sự hữu ích cho nhiều người hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 1, gặp gỡ. Chắc chắn đó là khi gặp người khác thì chúng ta sẽ có những cái câu để mà chào hỏi họ, đúng không nào? Câu số 1, đây là vinh hạnh của tôi khi được gặp bạn, thì mình sẽ nói thế nào? Rất đơn giản. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure. Pleasure to meet you. Và meet ở đây kết thúc bằng âm t, có thể nối với giờ của you, tạo thành là meet you. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. Câu số 2, bạn là người mới ở đây à? Are you new here? Mấy bạn phát âm theo mình nào. Are you new here? Are you new here? Are you new here? Bạn mới ở đây à? Câu số 3, bạn làm ở đây bao lâu rồi? Bao lâu thì chúng ta có từ là how long, và dùng hiện tại hoàn thành. How long have you worked here? How long have you worked here? How long have you worked here? Câu số 4, thành viên cùng đội của chúng ta ở đâu rồi? Mấy người khác trong team mình đâu rồi ta? Rồi ví dụ vậy. Where are our team members? 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 Câu số 5, đây là nơi làm việc của bạn nhé. Giới thiệu nơi làm việc cho người mới tới. Chẳng hạn đây là nơi làm việc của bạn. This is your workplace. 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 Câu số 6, cứ tự nhiên mà tham quan nha. Please feel free to take a look around. Please feel free, tự nhiên, feel free to take a look, tham quan. Take a look là tham quan, nhìn sơ qua. Take a look around. Please feel free to take a look around. Please feel free to take a look around. Câu số 7, bạn có thể hỏi tôi về bất cứ điều gì nhé. You can ask me about everything. 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 Câu số 8, để tôi nói sơ lược qua về vị trí mới của bạn nhé. Sơ lược, tóm gọn lại thì chúng ta có từ là brief. Let me brief you on your new position. Let me brief you on your new position. Let me brief you on your new position. Và câu số 9, đây là quản lý trực tiếp của bạn. This is your direct manager. Trực tiếp là direct. This is your direct manager.
This is your direct manager. This is your direct manager. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2. Trong cuộc họp thường chúng ta lúng túng không biết phải nói cái gì, dù đồng tình hay không đồng tình hay phản bác cũng không biết nói ra làm sao. Nên rất nhiều người đóng vai hoa hậu thân thiện khi đi họp, đúng không? Vậy giờ mình sẽ bày mấy bạn một vài mẫu câu như sau. Câu số 1, cuộc họp của chúng ta khi nào bắt đầu? Khi nào chúng ta có when? When does our meeting start? When does our meeting start? When does our meeting start? Câu số 2, tôi phải chuẩn bị gì trước cho cuộc họp đây? What do I need to prepare before the meeting? What do I need to prepare before the meeting? What do I need to prepare before the meeting? What do I need to prepare for before the meeting? What do I need to prepare before the meeting? Câu số 3. Máy chiếu để ở đâu vậy ạ? Máy chiếu chúng ta có từ là projector. Projector. Where is the projector? Where is the projector? Where is the projector? Where is the projector? Câu số 4. Có bao nhiêu người trong cuộc họp? Bao nhiêu thì chúng ta có từ là how many? How many people are there in the meeting? Câu này rất quen đúng không? Hồi xưa mình học là how many people are there in your family? Rồi, phát âm nào. How many people are there in the meeting? How many people are there in the meeting? How many people are there in the meeting? Câu số 5. Không ai vắng mặt vào hôm nay cả. No one is absent today. 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 Câu số 6. Hãy dành vài phút để nghĩ ra một vài ý tưởng mới. Rủ ai đó làm cái gì đó chúng ta có dùng là let's, là viết tắt của let us. Let's take a minute, một vài phút, to brainstorm. Khi mấy bạn brainstorm có nghĩa là mấy bạn cùng nhau suy nghĩ một cái gì đó. Let's take a minute to brainstorm some new ideas. Let's take a minute to brainstorm some new ideas. Let's take a minute to brainstorm some new ideas. Let's take a minute to brainstorm some new ideas. Câu số 7. Trước khi chúng ta tiếp tục, có ai có câu hỏi gì không? Before we continue. Là trước khi tiếp tục đó. Before we continue. Before we continue. Are there any further questions? Before we continue, are there any further questions? Before we continue, are there any further questions? Nhớ phát âm chữ câu hỏi cho đúng nha. Có câu hỏi nào thêm không? Further questions. Questions. Before we continue, are there any further questions? Before we continue, are there any further questions? Câu số 8. Bạn có thể vui lòng giải thích vấn đề đó một lần nữa giùm tôi không? Hãy bắt đầu bằng would you mind? Would you mind explaining? Rất nhẹ nhàng và tình cảm và lịch sự ha. Would you mind explaining that problem one more time? Would you mind explaining that problem one more time? Would you mind explaining that problem one more time? Would you, nói âm lại ha, would you mind explaining that problem one more time? Would you mind explaining that problem one more time? Câu số 9. Còn điều gì khác mà mọi người muốn chia sẻ không? Is there anything else anyone would like to share? Share là chia sẻ. Rồi, phát âm nào. Is there anything else anyone would like to share? Is there anything else anyone would like to share? Is there anything else anyone would like to share? Is there anything else anyone would like to share? Và câu số 10. Hãy tổng kết lại những điểm quan trọng trước khi chúng ta quay trở lại làm việc nhé. Tổng kết lại chúng ta sẽ có cụm là wrap up. Wrap là gói gì đó lại đó.
Let's wrap up the important points. Những ý quan trọng, important points. Before we get back to work. Let's wrap up the important points before we get back to work. Phát âm nào. Let's wrap up the important points before we get back to work. Let's wrap up the important points before we get back to work. Let's wrap up the important points before we get back to work. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3. Nếu mấy bạn muốn nêu lên ý kiến của bản thân trong cuộc họp, mấy bạn hãy nói những câu như sau. Câu số 1. Tôi xin được có ý kiến khác. I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. Câu số 2. Tôi có góc nhìn khác hơn so với bạn. I have a different perspective than you. 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 Câu số 3. Tôi nghĩ nó hoàn toàn đúng. I think it's totally right. 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 Câu số 4. Bạn còn có những giải pháp thay thế nào khác không? Do you have any alternative solutions? Thay thế chúng ta có tính từ là alternative. Alternative. Giải pháp chúng ta có từ solutions. Do you have any alternative solutions? Do you have any alternative solutions? Do you have any alternative solutions? Câu số 5. Đó là một luận điểm hay. That's a good point. That's a good point. That's a good point. That's a good point. Và câu số 6. Tôi cũng thấy như vậy. That's how I see it too. That's how I see it too. That's how I see it too. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ tư, là khi mấy bạn muốn khen ngợi ai đó ở trong công sở, mấy bạn hãy nói những câu như sau. Có 4 câu. Câu số 1. Lần này cô thực sự đã làm rất là tốt. Kết quả của cô vượt ngoài mong đợi của tôi. You did a really good job this time. Your results are beyond my expectations. Phạm từng từ nào. You did, đã làm mà, nên dùng did. A really good job this time. You did a really good job this time. You did a really good job this time. Your results, kết quả của bạn, your results are beyond my expectations. Are beyond my expectations. Your results are beyond my expectations. You did a really good job this time. Your results are beyond my expectations. Lại lần nữa nào. You did a really good job this time. Your results are beyond my expectations. Câu số 2. Tôi sẽ không thể hoàn thành dự án này nếu không có sự giúp đỡ của bạn. Mình trân trọng nỗ lực của người khác và sự giúp đỡ của người khác bằng câu này ha. I wouldn't have been able to finish the project if it were not for your help. Rồi, phát âm từng từ nè. I wouldn't have been able to finish the project. I wouldn't have been able to finish the project if it were not for your help. If it were not for your help, I wouldn't have been able to finish the project if it were not for your help. I wouldn't have been able to finish the project if it were not for your help. Ok, câu số 3. Bạn xứng đáng có được sự công nhận tuyệt đối của tôi. Xứng đáng là deserve. You deserve my. Sự tuyệt đối là absolute. Absolute. Sự công nhận là recognition. Recognition. You deserve my absolute recognition. You deserve my absolute recognition. You deserve my absolute recognition.
Và câu số 4, cảm ơn vì đã là người trợ lý đáng tin cậy của tôi. Thanks for being my reliable assistant. Reliable assistant. Thanks for being my reliable assistant. 29 câu vừa rồi hy vọng sẽ giúp cho công việc của các bạn một cách thuận buồm xuôi gió hơn. Bởi vì cách mà các bạn sử dụng một câu, nó thể hiện được mức độ chuyên nghiệp cũng như trình độ tiếng Anh của các bạn rất nhiều. Hãy lặp đi lặp lại những câu nói mà mình vừa hướng dẫn các bạn, phát âm thật là chuẩn xác. Mỗi câu như vậy ít nhất phải 20-30 lần và hãy nhớ viết ra giấy để ôn đi ôn lại khi cần thiết. Nó giống như một cuốn từ điển của các bạn, mỗi lần có tình huống đó thì chúng ta hãy lấy những mẫu câu này ra để nói nhé. Hoặc mở lại video của mình để xem. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy nhớ subscribe kênh và like video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.